Hiện nay thì chúng ta sử dụng rất nhiều các phần mềm để hội họp trực tuyến. Tuy nhiên phần mềm Zoom là miễn phí nhưng mà chỉ giới hạn được 100 người sử dụng tham gia cùng một lúc và giới hạn thời gian là 40 phút. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các thầy cô cùng các em học sinh phần mềm Teamlink dùng cho hội họp và học tập trực tuyến. Xin chào các thầy cô và các em học sinh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các thầy cô và các em học sinh một phần mềm để sử dụng để hội họp trực tuyến. Đó là phần mềm Teamlink. Phần mềm Teamlink này thì có 4 ưu điểm nổi bật. Đó là miễn phí 100%, không giới hạn thời gian truy cập. Ví dụ như ở phần mềm Zoom các thầy cô và các em học sinh đang sử dụng thì mỗi một tiết học hoặc là mỗi một cuộc họp là không quá 40 phút. Và để mà sử dụng được thời gian dài hơn hoặc là số lượng người đông hơn thì các thầy cô sẽ phải trả phí. Thứ ba đây là chất lượng hình ảnh rõ nét, không giật lag. Thứ tư là tối đa 300 người truy cập, so với phần mềm Zoom là tối đa 100 người truy cập. Đấy, với những cái ưu điểm như này thì tôi khuyến khích mọi người là nên sử dụng phần mềm Teamlink để vào học trực tuyến. Thế thì để tải về và cài đặt như thế nào thì chúng ta có thể tải về theo địa chỉ là teamlink.co. Mình sẽ tải trực tiếp cho các thầy cô xem. Đây, đầu tiên là chúng ta vào Google Chrome, đánh chữ Teamlink. Các thầy cô lưu ý là chọn vào phần teamlink.co này. Đó. Tiếp đến là các thầy cô chọn Free Download. Ở đây có 4 lựa chọn. Thì bình thường các thầy cô chủ yếu là sử dụng trên hệ điều hành Windows thì chúng ta sẽ tiến hành download ở đây. Ở đây là hệ điều hành Mac sử dụng cho iPad. Và Android và iOS là sử dụng cho điện thoại. Có hệ điều hành Android và hệ điều hành iOS. File này có dung lượng là 46,4 MB. Mình coi như là đã tải về xong thì mình sẽ tiến hành cài đặt. Mình sẽ bấm vào Teamlink để setup. Đấy, khi mà cài đặt xong thì chúng ta sẽ tạo một cuộc họp. Để tạo một phòng họp thì có 2 bước. Bước thứ nhất là khởi động phần mềm trên máy tính hoặc trên smartphone đều được. Và người chủ trì cuộc họp thì nên dùng máy tính. Tại sao lại nên dùng máy tính? Bởi vì khi mà dùng máy tính thì chúng ta có thể là chia sẻ hình ảnh, ghi chép lại cuộc họp và có thể là điều khiển giống như ở trên Zoom. Bước thứ hai là đăng nhập và chọn chế độ sử dụng. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập và chọn chế độ sử dụng. Thì ở đây, thứ nhất là login sign in, đây là dành cho người chủ trì cuộc họp và đây là dành cho người tham gia cuộc họp. Tham gia cuộc họp này thì giống Zoom thì chúng ta sẽ không nói đến nữa. Và để cách để tạo một cuộc họp cho người chủ trì, thì đầu tiên là chúng ta phải đăng nhập bằng tài khoản của chúng ta. Chúng ta đăng nhập địa chỉ email của chúng ta vào đây. Sau đó bấm vào get vote. Thế là bấm vào đây thì sẽ tạo ra một cái code. Chúng ta sẽ vào trong hòm thư của chúng ta để lấy mã code này ra. Ở đây thì mình đã tạo 4 năm cuộc họp là thử và cảm thấy là chất lượng rất là tốt. 3, 4, 0. Đây, trò chuyện mới. 8871 sẽ tiến hành tạo cuộc họp. Ví dụ như mà chúng ta muốn cài đặt địa chỉ IP cố định thì ví dụ những cuộc họp này là mình đã tạo được những cuộc họp này thì có thể gọi là địa chỉ IP cố định. Còn ngoài ra mình có thể tạo mới. Ví dụ
Đây nào. Học phần mềm trực tuyến tìm link mật khẩu MK123 đấy. Đây ở đây thì nó sẽ ra đến đây coi như là sẽ giống với lại mềm Zoom thì mọi người đã đều có thể sử dụng được. Đấy, chúc các thầy cô và các em học sinh có những trải nghiệm trên phần mềm Teamlink này xem như nào nhé.